Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Thương Music. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn top những sản phẩm organ bán chạy nhất trong tháng 9 với mức giá từ 5 tới 8 triệu. Bạn nào có ý định mua đàn thì hãy tham khảo video này nhé. Và sản phẩm đầu tiên bán chạy nhất với con số cực kỳ ấn tượng đó chính là CTX-3000, một siêu phẩm đến từ Casio vừa được cho ra mắt vào đầu năm 2018. Đã làm mưa làm gió trên thị trường nhạc cụ điện tử suốt 3 tháng qua. Điểm mạnh nhất trên CTX-3000 do người tiêu dùng bình chọn đó chính là nguồn âm AIX được hãng Casio phát triển, mang lại chất lượng âm thanh vượt trội và cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp đến là hai tính năng cao cấp cũng đã được tích hợp trên CTX-3000 là nút Freeze và Synchro Stop. Hai công cụ hỗ trợ đắc lực cho người luyện tập và biểu diễn trên sân khấu. Bên cạnh đó là khả năng mở rộng kho lưu trữ điệu nhạc thêm 50 điệu, khả năng phát file quay bất kỳ bài nhạc có lời hát nào. Tính năng thu âm lên đến 17 track, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh từng track một là một điểm cộng cho sản phẩm này, được các nhạc công đánh giá rất hữu ích. Chưa dừng lại ở đó, cuối tháng 7 vừa rồi, Casio đã vinh dự nhận được giải thưởng Editor Choice Award do tạp chí âm nhạc danh tiếng Music in USA bình chọn. Sản phẩm bán chạy thứ hai là CTX-800. Nếu CTX-3000 được các anh chị nhạc công đánh giá cao, thì CTX-800 lại được các bạn học sinh và thầy cô giáo dạy nhạc yêu thích lựa chọn. Cũng mang trên mình nguồn âm AIX mạnh mẽ kết hợp với hiệu ứng DSP, mang đến âm thanh chân thực trên các nhạc cụ acoustic như piano, guitar, thùng, sáo. Theo sau đó cũng là hai tính năng cao cấp là nút Freeze và Synchro Stop, công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc học tập và biểu diễn. Tính năng được các học sinh yêu thích nhất là khả năng kết nối USB trực tiếp dùng để phát các bài nhạc file MIDI và có thể mở rộng thêm 10 điệu nhạc bên ngoài vào. Cuối cùng là khả năng sử dụng pin rời cho thời lượng lên đến 3 giờ sử dụng và chỉ nặng 4,4 kg, dễ dàng di chuyển, mang đi đến bất cứ đâu là một điểm cộng. CTX-700 về thứ 3 trong cuộc đua này được đánh giá là sự lựa chọn đúng đắn cho việc học đàn, có những nét tương đồng với người anh của mình là CTX-800. Cũng mang trên mình nguồn âm AIX mạnh mẽ kết hợp với hiệu ứng DSP, chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên khi sử dụng các tiếng nhạc cụ acoustic trên đàn. Tính năng được yêu thích nhất trên CTX-700 đó chính là 3 bước tự học với kho bài nhạc mẫu lên đến 160 bài nhạc từ cơ bản đến nâng cao, đảm bảo đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu học tập và giải trí của chúng ta. Một điểm cộng trên CTX-700 đó chính là thiết kế giá để điện thoại và máy tính bảng, giúp các thiết bị không bị rơi, rớt, dẫn đến hư hỏng và còn có thể dễ dàng sử dụng chung với đàn như là phát nhạc qua điện thoại hoặc là xem bản nhạc trực tuyến hay phục vụ cho nhu cầu livestream. Cuối cùng là khả năng sử dụng pin rời cho thời lượng lên đến 3 giờ sử dụng và chỉ nặng 4,4 kg, dễ dàng di chuyển và mang đi đến bất cứ đâu. Sản phẩm cuối cùng trong top đó chính là WK240. Mặc dù đã được ra mắt từ lâu, nhưng sản phẩm vẫn nhận được sự ưa chuộng từ các tín đồ mới học piano do được thiết kế với 76 phím dài hơn các phím sản phẩm keyboard bình thường là 61 phím, giúp cho người mới bắt đầu học piano dễ dàng luyện tập các quãng cao hơn và những kỹ thuật cơ bản. Cũng được trang bị tính năng 3 bước tự học với kho bài nhạc mẫu từ cơ bản đến nâng cao, đáp ứng nhu cầu mới bắt đầu học và dễ dàng theo sát bài tập khi tự tập ở nhà. Tính năng tìm hợp âm trên WK240 cũng được các bạn mới bắt đầu học khá là yêu thích và sử dụng rất nhiều vì dễ dàng tìm được những hợp âm mình không biết bấm chỉ trong vòng một nốt nhạc. Và vừa rồi, mình đã giới thiệu cho các bạn top những cây keyboard bán chạy trong tháng 9. Hy vọng các bạn sẽ lựa chọn được những sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của mình cho việc học tập cũng như vui chơi, giải trí. Để xem thêm các thông tin sản phẩm khác, các bạn vui lòng truy cập vào website viethương.vn hoặc fanpage Casio Việt Thương. Một lần nữa, đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Việt Thương Music. Mình là Khánh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.